bóng cá chép, cá lồng tông xeo, cá bóng hồng xeo, tới một hai xeo nhào vô bà con, ta cùng tới cùng hộ đi nè. 15 đồng mua hơn một thớt cá xeo mang đi về nhà. Má em mừng nông đi cài bữa tí, mừng nông đi cài bữa. Má em là một người nông dân, mẹ em là một người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Ngồi bên em cũng đàn hánh lên tiếng cung bàn, bao nhiêu âu lo đời vun tan. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn đời. Em ơi còn nhiều điều chưa nói. Bóng cá chép, cá lồng tông xeo, cá bóng hồng xeo, tới một hai xeo nhào vô bà con, ta cùng tới cùng hộ đi nè. 15 đồng mua hơn một thớt cá xeo mang đi về nhà. Anh chị ơi, không. Anh chị ơi, dạ. Ôi trời ơi, rồi bán cá mà cơ bắp dễ sợ. Dạ em bán cá mà em tập tạ rồi này nọ đó. Dễ sợ, hay quá. Anh ơi, nãy nghe anh giới thiệu là anh có nhiều loại cá lắm đúng không? Em có rất là nhiều loại cá mà trong bài hát thì ta nói không thể nào mà hát hết hay được. Hay quá, nhiều quá. Sao có sự lựa chọn, có menu gì dạ, không? Dạ có cái mưu á. Hay quá vậy, trời nói ơi. Trời ơi, cá mú nè, cá chim nè, cá hồng nè, cá bạc má nè, trời ơi nhiều sự lựa chọn quá. Trời ơi, ăn gì đây, đau đầu quá, ăn gì đây. Nhà mình có vấn đề gì em tư vấn cho, nhà thèm gì nè. Ngồi xuống đây nó nghe nóng nực. Chả là nhà có hai đứa nó mới lấy nhau à. Vợ chồng son anh. Sao ơi à? Em không nghe rõ à. Vợ chồng son. Định hỏi anh là về nhà nấu cái gì cho tụi nó ăn nó khỏe. Nó khỏe đúng không? Để mà tụi nó có cháo ẩm bồng đúng không? Rồi, đang tính nấu cái lẩu. Lẩu đúng không? Ăn vô tụi nó sung sức. Sung rần sức. Rần luôn anh. Sung sức rần rần. Khỏe như anh tập gym vậy đó. À, vậy mình ăn cá ngựa đi. Nha, lý như ngựa. Rừng rừng như ngựa. Tôi nghĩ đó là một đáp án tuyệt vời. Rồi, anh cho 2 ký cá ngựa. 2 ký cá ngựa nấu lẩu về. Tuyệt vời. À, căng à, căng à. Ôi, chuẩn nha, chuẩn nha. Anh ơi, thiếu. Thiếu thêm chút nữa. Rồi, cho. Ôi, chuẩn rồi. Cộng điểm em thêm ạ. Dạ, cộng điểm ạ. À, đây. Tiền ạ. Anh ơi, nhân tiện hỏi luôn. Dạ. Tụi tôi sáu mấy rồi giờ ăn gì cho nó khỏe. Dạ, với cái nết của anh bây giờ mình ăn cá nước đục nha. Cá nước đục là cục nước đá đó, mình lạnh mình chỉ chung cái thứ gì đâu mà vô duy. Trời ơi anh ơi, xong rồi. Cái đợt cảm ơn một tiểu phẩm về chợ đầu mối của bố đòi chặt cá rất là dễ thương và duyên dáng. Ray. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Những ngày không vui nên về đây đi hát lô tô. Ngày xưa chẳng ai biết phân tài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, dương tâm hát lô tô mau chạy ra đi. Hey, thế là bao năm cố gắng cuối cùng tôi cũng trở thành ca sĩ hát hội chợ rồi. Vui quá đi. Lily ơi. Đây em đây. Thôi. Dạ. Làm gì em? Em đang phơi quần áo anh. Em đang phơi quần áo hả? Vâng. À có mỗi cái quần thôi. Chán lắm anh ạ. À. Anh ơi, mai kia ấy, mua cho em thêm cái quần nữa nha. Em được phơi rồi, cái mãi em nó khô. Đáng làm tốt đi. Anh sẽ mua cho em vài ba cái quần nữa. Linh Ly ơi, anh có quà cho em nè. Dạ. Ý, có quà. Đây. Dạ. Khoai lang anh mua tặng em à? Không, khán giả ăn dở người ta chọi anh luôn đó. Tại sao vậy hả? Anh mướn em 3 triệu 6 để làm bảo vệ cho anh. Mà tại sao khi anh hát trên sân khấu khán giả người ta chọi anh như vậy? Em cũng ra bảo vệ anh chứ. Tôi không nói nhiều nữa. Đây. Giấy nghỉ việc. Đúng rồi. Ôi. Đây, anh... ký lên. Tôi cho cô nghỉ việc. Tháng này không có lương nhé. À, em sai rồi. Em không sai, chúng ta sai. Trả bộ đồ cho anh. Mời cô ra khỏi nhà tôi. Xin mời cô đi. Mắc cục hả? Làm gì hả? Ức hả? Vì em buồn. Buồn đúng không? Buồn thì cứ khóc đi. À, rất cảm ơn. Dạ. Xong rồi.
giỏi quá luôn. Má em mừng nông đi cài bữa, mừng nông đi cài bữa. Má em là một người nông dân, mẹ em là một người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Hey, thế là ta là anh nông dân dễ thương đáng yêu. Bà má dặn là hả phải rải lúa để cho cây lúa nó bự lên, để hả kịp quy hoạch ở mùa bội thu. À ha ha, ta thích quá. À ha ha. Ôi, đồng ruộng thật là bao la, mình phải dùng cuốc để cuốc thôi. Ôi, bây giờ mình phải đi chỗ mà cấy lúa thôi. Wow. Ôi, những cây lúa đã lớn nhanh như thổi. Ôi, lúa bự quá. Ôi, lúa cao quá. Một hột lúa, hai hột lúa, ba hột lúa, bốn hột lúa. Ô kìa kìa, một cái bầy gì vậy? À, đàn cò trắng bay về nơi tả ngạn, nhắn giùm em nơi hữu ngạn nhớ chàng. Có thương nhau sao không thấy tin về, lỡ qua sông rồi cũng nhắn giùm vài câu. Con cò già. Con gì vậy? Con cò già. Cò với tai biến hả? Wow, cò ơi. Ô, lúa kìa. Cò ơi, cò. Như ăn cò ơi, cò ơi, cò đừng ăn lúa của ta. Anh nông dân ơi, anh cho ta ăn một hạt lúa, ta ăn lại một con sâu, bảo vệ mùa màng cho anh. Vậy hả? Vậy ngươi ăn đi. Ta ăn một hạt ta no rồi. Ủa, ăn rồi rồi vậy bay đi. Nhưng mà ta buồn lắm anh nông dân. Gì buồn nữa? Ta chỉ là chim trắng mà ta yêu nhầm con diều hâu. Trời ơi, diều hâu hả? Bây giờ sao đây? Cái mặt nó ác như anh nông dân vậy đó. Nàng bắt ta phải tìm cho nàng một món quà. Món quà? Ừ. Anh nông dân có hiến kế cho ta được không? Được rồi, ta sẽ cho ngươi một món quà. Cái gì vậy anh nông dân? Đây là chiếc khăn. Bây giờ ngươi tên gì? Để ta thiêu vô đây. Thêu cho ta chim trắng. Chim trắng. Anh nông dân khéo tay hay làm quá vậy? Cắn chỉ luôn. Tặng không, không, không phải là chim trắng. Hả hả hả? Chim trắng tặng cho diều hâu. À, tặng diều hâu. Tặng diều hâu. Một lần nha, thiêu cực. Bị sao vậy? Chảy máu. Kim đâm hả? Kim đâm. Cắn giùm đi ạ. Rồi. Đây, chiếc khăn này có tên là hai đứa giận nhau. Bây giờ ta cho thêm vài hộp gạo nữa. Rồi, với món quà này hãy đem về cho diều hâu. Cảm ơn anh nông dân. Cảm ơn nông dân. Với món quà này chim trắng tin rằng diều hâu sẽ thương chim trắng nhiều hơn. Tạm biệt. Bye bye, ta đi đây. Xin cảm ơn. Là vui phải không à? Bé Tám ơi, bé Tám. Dạ, dạ. Anh nghe nói ngày hôm nay ở trên đình có cái đoàn ca nhạc Hiệu Con Hẹt về. Dạ, rất là vui, chạy ra đi. Đi anh, đi anh. Đấy, đợi em, đợi em. Ủa, ủa em. Bà con định coi ca nhạc luôn á hả? Nói là ca sĩ về ê hề nha. Ê, tối nay ca sĩ nào không vậy? Đang trường nè, anh đang trường nè. Mỹ Tâm. Ê, nó nghe nè, tối nay anh đang trường mà hát á, mình ở dưới mình cầm băng rôn, cái mình hát theo ảnh nha. Dạ, dạ. Mà tối đêm nay anh hát bài gì vậy? À, dòng sông băng nè. Dòng sông băng. Dưới lại bài Tinh Khúc Vàng. Đúng rồi. Bây giờ mình tập nha, tối nay đang trường mà lên hát á, cái mình dưới mình cầm cái băng rôn, cái mình hát theo ảnh nha. Ngồi bên em cũng đàn hánh lên tiếng cung bàn, bao nhiêu âu lo đời vun tan, ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn đời, em ơi còn nhiều điều chưa nói. Nghe nè, chúc là ca sĩ về đó. Vui không? Vui, vui không? Vui, anh vui anh. Trời ơi em vui quá trời luôn, em muốn ngàn lần khách tên của em nè. Tôi phải ca sĩ. À, có nghĩa là em muốn xăm cái tên mình lên ca sĩ đó. Đúng hả? Rồi. Mình là fan chân chính là mình khắc tên những ca sĩ nào mà mình yêu thích ở trong trái tim. Rồi, bây rồi, giờ nói nghe nè, anh đã chuẩn bị đồ hết trơn trọi rồi. Em đúng mà thích ca sĩ nào em nói anh tiếng, rồi anh sẽ khắc tên những ca sĩ đó và sẽ để ngay những cái vị trí mà nó thần tượng, như là những vị trí mà hot trên cơ thể của em được không? Được. Đây, anh đã chuẩn bị rồi. Em thích ca sĩ nào nè? À, anh đang trường anh. Anh đang trường đúng không? Em khắc tên anh đang trường. Wow, vui chưa? Ghê đẹp. Thích ai nữa nè? Mỹ Tâm. Mỹ Tâm. Em khắc chị Mỹ Tâm. Ê, chết rồi. Anh đang trường về kìa. Anh đang trường ơi. Anh đang trường ơi. Với cái chị Phẩm vừa rồi thì thấy cũng vui.
Nhưng cũng hề. Cũng mắc cười. Mới đẹp. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.